lật lên đây. Ủa? Rồi anh lên đi trước nha chú ơi. Trời ơi, hãy giờ mới biết ông Tiến Lực ơi. Ủa? Hồi nào giờ mới thấy. Sao đây tôi coi ông bài. Giờ nhờ năm kia mới biết hãy. Trời ơi, mắt hết luôn á. Trời ơi, sao chồng cũng cái gì dạ, vậy? Dạ, chị Thu Trang. À, mà Thu Trang á, trời ơi, tôi thích con mấy người đây nè. Ông nội ơi. Rồi, rồi, chúng em xuống em kiểm tra mà ấy là có gì là... Đó, đúng không chị? Trời ơi, cây cỏ nhúng mà te tua cây cỏ luôn. Rồi, hiểu rồi đó. Bà Nguyễn thì đền bà xuống rồi kìa. Nguyễn lên Tuấn. Rồi, xong vậy là được rồi nè, đẹp nè. Dạ, cái tiền đó vừa khen em nha. Ừ, đẹp rồi, trả tiền được rồi đó. Đó, trời ơi, đúng thiệt. Bà đó không phải chủ nha, bà này mới trả tiền này nha. Thì chút kêu chủ trả tiền. Nhưng mà chắc mấy con này chắc được. Được, được, con này được. Thấy không, bà đó cái gì mà cũng được với em luôn á Đạt. Dạ. Đẹp trai là được. Đẹp trai là được. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Trời, anh Lực cũng đẹp trai vậy. Đẹp trai nhưng phải giỏi nữa mới được chứ. À, phải giỏi nữa mà anh Lực chưa được giỏi lắm. Trời ơi, đau lòng dễ sợ luôn. Cái câu này nó cũng còn dễ, mà cái câu khó nhất là cái câu mà... Câu dễ này giống chị là khó nhất, là nó đòi hỏi cái sự khéo léo tỉ mỉ nè. Anh Lực anh dễ được mà. Thôi thôi thôi, cho tôi dễ, cho tôi mang nhục á. Thì được không được thì thôi, cho trừ tiền thôi chứ gì đâu. Trời ơi, sao cứ trừ tiền tôi hoài vậy trời, làm... Tiếng có 15 ngàn của me trừ tiền tôi hoài à. Nói vậy Tiếng Lực rung cũng làm được. Ừ, rồi xong cái rung cái làm rớt con heo cái bể đền nữa. Cho em hỏi tới vậy xíu là tụi em một tiếng làm được nhiêu? 15 ngàn. Cái gì? Nhìn bao măng của em giờ đây. Chị thương tụi em thì cho tụi em nhiêu cũng được. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Này là em học việc mà, chứ em đâu chính thức đâu. Nhưng mà thí dụ là tụi em làm mà được được hay là làm cho chị nói em làm đó. Chị thấy em nói nhiều rồi đó. Dạ quê quê dạ. Đó như em này nè, vậy chứ mà mới đây là được rồi đó. Hay quá, em có khiếu quá Đạt. Dạ. Em bỏ đi hát đi, em làm heo đi Đạt ơi. Mà hồi xưa là không phải mấy con này đâu, hồi xưa là mấy cái con mà trước năm 75 là heo này nè. Dạ, dạ. Chỉ là tên vậy là thôi, này là truyền thống nè. Dạ. Em cái quá ha. Cái này là hồi xưa đó, sau này mới bắt đầu ra năm 90 mấy luôn á. Chứ em hỏi một cái con heo thành phẩm như vậy thì mình bán được bao nhiêu tiền chị? Con này bán có hai mấy ngàn. Trời đất ơi. Này tại vì mình bỏ sỉ á. Dạ. Nhưng khi mình ta bán lẻ ta bán nó mấy chục rồi đó. Đó mọi người thấy không, mọi người làm một cái sản phẩm nó không hề đơn giản, qua rất là nhiều công đoạn. Mà bán thì nó không có được giá cao mọi người ơi. Này mình lấy công làm lời. Dạ. Lại á hả, nếu là mình làm cái này là do đam mê nữa. Dạ đúng rồi. Mình thích, mình đam mê là mình làm được. Thật sự ra không có mê không có làm được đâu chị ơi. Tại thứ nhất là thu nhập nó không có cao mà nó còn cực nữa. Chứ mình làm một con heo đâu có nhiêu tiền đâu mà phải quá trời công đoạn luôn. Chà rồi sơn nữa đó, mà tất cả là thủ công hết, không có được máy móc nữa chứ. Chà mấy con này đi xong hết này đi rồi đi lên trên kia chỉ cho sơn. Sơn mới ghê. Cái đó sơn bậy mới đền đó, cái này không có đền nè. Đúng rồi, hay quá, mới vô biết vậy luôn á. Biết hết luôn á. Sơn không ra con heo là phải đền á, đúng rồi. Cái xác suất mà tốn tiền chứ không phải là được tiền là cao lắm luôn á. Giờ Tiến Lực lên đây. Ủa? Rồi anh lên đi trước nè chú ơi. Trời ơi, hồi nãy giờ mới biết ông Tiến Lực ơi. Ủa? Hồi giờ mới thấy. Trời ơi, tôi coi ông bài. Giờ nhờ năm kia mới biết hả? Trời ơi, mắt hết luôn á. Trời ơi, chồng cũng cái gì dạ, vậy? Dạ, chị Thu Trang. À, mà Thu Trang á, trời ơi, tôi thích con mấy người đây nè. Ông nội ơi, hồi giờ tôi tính hỏi rồi á, tôi tính hỏi rồi á, trời ơi, ông nội ơi, trời ơi. Tay. Nửa con. Ừ. Xong rồi chờ nửa con nữa, khô. Ủa này nó mau khô ghê vậy ta? Ừ, cầm tiếp đi, tí xíu nữa này mà nó khô rồi bắt đầu quay qua mình sơn lại. Này cái loại sơn này nó lẻ thôi. Ờ chị cũng làm luôn hả? Làm luôn. Thương quá vậy. Là mấy chị ở đây là làm, mấy người ở đây là mới làm không hả chị? Không, có hay làm lâu không? Có chứ. Năm, sáu năm, sáu, bảy năm. Ví dụ như mấy người ở đây là người ta cũng lớn tuổi á. Dạ. Không có đi vô công ty đâu được làm á, thì người ta làm ở vô đây người ta làm. Có cuộc sống không chị ha?
Còn chị là bắt đầu cái nghề này từ nhỏ luôn? Từ nhỏ luôn. Chị làm phụ làm này là năm mười mấy tuổi á, 16-17 tuổi gì đó mà làm tới giờ luôn á. Rồi con chị có ai theo nghề không? Không. Con chị giờ làm cái gì? Chị đâu có gia đình. À, hèn gì thấy trẻ quá, không có gia đình cũng đỡ một phần lo đó chị à. Anh Luật nãy giờ anh Sơn là mấy con rồi anh Luật? 4 con em ơi. Dạ. Anh nói chứ miệng anh chứ anh cũng làm dữ lắm, tại anh làm kế chủ mà, phải tạo nét với chị á. Để cho chị thương. Anh Luật ơi, dưới đây em làm gần 10 con đó anh Luật. Cái gì vậy em? Em làm gần 10 con rồi đó. Trời ơi, em làm cái gì mà em làm cho đúng nha, chứ trên này anh Sơn phải kỹ dữ lắm. Dạ. Rồi rồi, chút em xuống em kiểm tra mà ấy là có gì là. Đền nữa không chị? Trời ơi, cây cỏ nhúng mà te tua cây cỏ luôn. Rồi, hiểu rồi đó. Bà Nguyễn thì đền bà xuống rồi kìa. Nguyễn lên xuống. Rồi, sao vậy là được rồi nè, đẹp nè. Dạ, chị tiền đó vừa khen em nha. Đẹp rồi, trả tiền được rồi đó. Đó, trời ơi, đúng thiệt. Bà đó không phải chủ nha, bà này mới trả tiền này nha. Thì chút kêu chủ trả tiền. Nhưng mà chắc mấy con này chắc được. Được, con này được. Thấy không, bà đó cái gì mà cũng được với em luôn á Đạt. Dạ. Đẹp trai là được. Đẹp trai là được. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Trời, anh Lực cũng đẹp trai vậy. Đẹp trai nhưng phải giỏi nữa mới được chứ. Ờ, phải giỏi nữa mà anh Lực chưa được giỏi lắm. Trời ơi, đau lòng dễ sợ luôn. Cái câu này nó cũng còn dễ, mà cái dễ. Câu khó nhất là cái câu mà câu dễ này giống chị là khó nhất, là nó đòi hỏi cái sự khéo léo tỉ mỉ nè. Anh Lực anh dễ được mà. Thôi thôi thôi, cho tôi dễ cho tôi mang nhục á. Thì được không được thì thôi, cứ trừ tiền thôi chứ gì đâu. Trời ơi, sao cứ trừ tiền tôi hoài vậy trời, làm tiếng có 15 ngàn của me trừ tiền tôi hoài à. Nói vậy tiếng Lực rung cũng làm được. Ừ, rồi xong cái rung cái làm rớt con heo có bể đền nữa. Cô chủ vậy thẳng ghê chứ, vẻ đẹp chưa chị? Mấy chục năm rồi em ơi. Chị có mấy cái điểm để chị ý là chị để cái ngón tay út vô nè dạ, dính rồi bà để vô cái dính liền à. Còn mình không, bây giờ tôi còn cầm cái viết còn chưa được nữa. Mấy cái đường chỉ đó của anh ổn chưa anh? Bây giờ anh dẻo tới con nhện nè em ơi. Con này chắc nó bự bằng cái con này nhện, là nhện chúa luôn á. Cái đường cong này là em vẽ luôn hả? Đúng rồi, đường cong. Trời trời, thôi thấy chán chết. Thôi thấy chán chết. À, em bị cắn giá chị cho nên vẽ nó chưa có thẳng lắm. Cái này là nó đang văn tơ, còn mấy con này nó đang đứng. Còn con này là tôi văn tơ, tôi đang làm mà. Thôi nó đem về mua con đó nha không? Trời ơi, rồi đó, xong một con rồi đó. Bỏ ra đi, bỏ ra đi, sản phẩm nó hư rồi, cái đó phải làm lại. Rồi, xuống dưới đây tính tiền. Nãy là làm 9 giờ phải không? Dạ. Rồi tới 11 giờ là 2 tiếng. Lại giờ mỗi một em là 60. Yes. Ủa, hai em sao một em có 15 rồi 30, 60 hai em. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Rồi còn cái phần đó nữa, phần heo đó lấy tiền của chị phải bù thêm đó. Lấy nhiều luôn đi em ơi, hồi trả tiền cho chị. Xong rồi mình bán. Nếu mà bán được thì mình ăn, còn bán không được thì hiểu rồi đó. Đem về mình bỏ con heo luôn chứ sao giờ. Cái này nhiêu đó heo là nhiêu tiền chị? Cái đó là 195. Nè đó, giờ 195 nè, gì bo luôn 200 đó, thấy không? Rồi giờ để chị trả là cho hai tôi em mua hàng, 60 tôi mua hàng. Lấy tiền. Rồi giờ trả hai em. Dạ cảm ơn chị. Rồi. Và em hy vọng rằng sau khi chương trình phát sóng thì chị sẽ được rất nhiều quý vị khán giả khi xem chương trình sẽ tới đây ủng hộ cho chị, cho nên là hãy ủng hộ những cái nghề đặc trưng của Bình Dương nha. Rồi cảm ơn mọi người, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn cô chủ. Dạ.